Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 5 sách kết nối tri thức bài 2 cánh đồng hoa. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog, các em có thể tham gia nhóm Zalo bằng cách là mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là chúng ta cùng nghe bài đọc Cánh đồng hoa. Ở đầu làng có một đồng cỏ khá rộng, Jaca, Mư Hoa, Saprok và Mư Nhơ thường rủ nhau tới đó vui chơi. Jaca luôn mang theo chiếc trống nhỏ, cậu vỗ trống rất hay. Mỗi lần Jaca vỗ trống, các bạn lại cùng múa hát tưng bừng. Thế nhưng gần đây, trên đồng cỏ một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa, hò hét như mọi ngày. Cứ thế này, đồng cỏ sẽ thành bãi rác mất thôi. Mư Nhơ thở dài. Mư Hoa quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi. Jaca, Japarok thì rầu rĩ. Biết làm thế nào bây giờ? Bỗng Mư Hoa hỏi, các cậu có thấy bầu trời như một vườn hoa không? Mư Nhơ gật đầu. Cánh diều giống hoa ngũ sắc, đám mây giống hoa cúc trắng. Mư Hoa bật dậy, chúng ta sẽ biến nơi đây thành cánh đồng hoa. Mọi người không nỡ lấy cánh đồng đẹp làm chỗ đổ rác đâu. Các bạn nhỏ chụm đầu bàn tính và quyết tâm cải tạo đồng cỏ. Biết ý tưởng đó, nhiều cô bác trong làng đã hưởng ứng. Họ hồ hởi cùng các bạn bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây. Ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ bắt sâu. Cây đâm chồi, nảy lộc, rồi nhú nở những bông hoa đầu tiên. 3 tháng sau, hoa đã đua nhau khoe sắc. Cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm. Quả nhiên, không thấy ai đến đây đổ rác nữa. Nhóm bạn vui mừng nhảy múa ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Với cánh đồng hoa xinh đẹp, ngôi làng trở nên nổi tiếng, đón nhiều khách tới tham quan. Các bạn nhỏ và dân làng cười vui, cánh đồng hoa cũng như đang vui cười hạnh phúc. Theo Lê Anh Vinh, Bùi Thị Diễn. Dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Các bạn nhỏ có những hoạt động vui chơi nào trên đồng cỏ đầu làng? Chuyện gì xảy ra ở đó? Rồi, dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta biết được là ở đầu làng có một đồng cỏ khá rộng, Jaca, Mư Hoa, Saprok và Mư Nhơ thường rủ nhau tới đó vui chơi. Jaca luôn mang theo chiếc trống nhỏ, cậu vỗ trống rất hay. Mỗi lần Jaca vỗ trống, các bạn lại cùng múa hát tưng bừng. Thế nhưng gần đây, trên đồng cỏ, một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa hò hét như mọi ngày. Rồi, kem tham khảo câu trả lời. Trên đồng cỏ đầu làng, các bạn thường rủ nhau tới đó chơi, vỗ trống, cùng múa hát tưng bừng. Gần đây trên đồng cỏ, một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa, hò hét như mọi ngày. Câu 2. Khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ lo buồn thế nào? Các bạn đã có ý tưởng gì? Khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, thì Mư Nhơ thở dài, Mư Hoa quay mặt đi giấu những giọt nước mắt. Jaca, Japarok thì rầu rĩ. Và các bạn đã có ý tưởng là biến nơi đây, tức là biến đồng cỏ thành cánh đồng hoa. Kem tham khảo câu trả lời. Khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ thở dài, rầu rĩ. Có bạn quay mặt đi giấu những giọt nước mắt. Các bạn đã có ý tưởng biến đồng cỏ thành cánh đồng hoa. Câu 3.
Các bạn nhỏ đã thực hiện ý tưởng đó như thế nào và kết quả ra sao? Các bạn có cảm xúc gì trước thành quả đạt được? À, các bạn đã cùng các cô bác trong làng bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Kết quả là cây đâm chồi, nảy lộc rồi nhú nở những bông hoa đầu tiên. 3 tháng sau, hoa đã đua nhau khoe sắc, cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm, và quả nhiên không thấy ai đến đây đổ rác nữa. Cảm xúc của các bạn là vui mừng, nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Rồi kem tham khảo câu trả lời. Các bạn cùng nhiều cô bác trong làng bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Kết quả 3 tháng sau, hoa đã đua nhau khoe sắc, cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm. Quả nhiên không thấy ai đến đây đổ rác nữa. Cảm xúc của các bạn khi đó, nhóm bạn vui mừng nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Câu 4. Kể tóm tắt nội dung câu chuyện cánh đồng hoa theo gợi ý dưới đây. Niềm vui trên đồng cỏ, nguy cơ đồng cỏ trở thành bãi rác và ý tưởng cải tạo đồng cỏ. Thực hiện ý tưởng, kết quả tốt đẹp. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video. Các em có thể viết tóm tắt nội dung câu chuyện ra giấy nháp theo những gợi ý này. Rồi sau khi viết xong thì các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi mời các em chúng ta cùng tham khảo. Ở một ngôi làng nhỏ yên bình, có một nhóm bạn nhỏ ngày ngày vui chơi, ca hát, nhảy múa trên cánh đồng cỏ rộng. Bỗng một ngày, trên đồng cỏ có một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa hò hét như mọi ngày. Khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ thở dài, rầu rĩ. Có bạn còn quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Rồi một sáng kiến nảy ra, các bạn có ý tưởng cải tạo đồng cỏ thành cánh đồng hoa. Các bạn được nhiều cô bác trong làng hưởng ứng, họ bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Kết quả 3 tháng sau, hoa đã đua nhau khoe sắc, cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm. Quả nhiên không thấy ai đến đây đổ rác nữa. Nhóm bạn vui mừng nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Câu 5. Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện? À, qua câu chuyện thì chúng ta rút ra được bài học là chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người cùng tham gia. Thiết thực nhất là bằng hành động để mọi người thấy được ý nghĩa của việc làm đó. Tiếp theo là kem sang phần khám phá. 1. Xếp những từ in đậm dưới đây vào nhóm thích hợp. Mỗi lần ra ca vỗ trống, các bạn lại cùng nhau múa hát tưng bừng. Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi. Biết ý tưởng đó, nhiều cô bác trong làng đã hưởng ứng. Nhóm bạn vui mừng nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Rồi ở đây chúng ta có những từ in đậm là tưng bừng, vui chơi, hưởng ứng, rộn ràng. Kem xếp vào nhóm thích hợp là động từ và tính từ. Rồi trước hết là động từ. Động từ thì chúng ta có vui chơi, hưởng ứng. Tính từ thì chúng ta có tưng bừng, rộn ràng. Hai, tìm từ có thể thay thế từ in đậm trong mỗi câu ở bài tập 1. À, trước hết là từ vui chơi, chúng ta có thể thay thế bằng từ chơi đùa. Từ hưởng ứng, các em có thể thay thế bằng từ ủng hộ. Từ tưng bừng, các em có thể thay thế bằng từ vui vẻ. Từ rộn ràng, các em có thể thay thế bằng từ nhộn nhịp. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.